안녕하세요. Xin chào các bạn. Ngày hôm nay tôi lại xin giới thiệu với các bạn một số các cái cấu trúc ngữ pháp như sau. Cấu trúc ngữ pháp mà chúng ta sẽ học trong buổi ngày hôm nay đó là cái cấu trúc đuôi câu được gọi là mùa mưa ư liên cayo. Cái cấu trúc này ấy, thì tùy theo ngôi thứ mà nó sẽ biểu thị cái ý muốn là dự đoán hay là đề nghị một cái việc gì đó, đề nghị làm một cái việc gì đó. Nếu như chủ ngữ là ngôi thứ nhất số ít thì cái cấu trúc này sẽ biểu thị cái ý nghĩa là muốn hỏi người nghe về cái hành động hay là về cái ý định của cái chủ ngữ, tức là của cái người nói ra cái hành động đó. Và nếu chủ ngữ là ngôi thứ nhất số nhiều thì nó sẽ biểu thị ý nghĩa là rủ người nghe cùng làm một cái việc gì đó. Trong tiếng Việt thì tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta có thể dịch khác nhau. Ví dụ như là nhé, hay là nhỉ, hay là được không. Thế và về mặt ngữ pháp ấy, thì nếu cái động từ đứng cuối câu đó là một nguyên âm, tức là không có phụ âm cuối, thì nó sẽ ghép với liên kaiô, tức là nó cái liên này nó sẽ ghép trực tiếp vào thân cái động từ đứng đằng trước nó. Thế thế và nếu như cái động từ cuối cùng đứng ở cuối câu là một phụ âm có bạc chim thì nó sẽ thêm cái đuôi ư vào, ư và liền vào đó. Thế thế cho nên là vào các cái trường hợp cụ thể thì các bạn có thể thấy là nó sẽ có những cái ví dụ như sau. Ví dụ như động từ ca già khi mà ghép liên kaiô thì nó sẽ thành calcaio, calcaio. Thế thế và nếu là ha tà thì nó sẽ là halcaio. Và nếu là mực tà thì là mực cilcaio, ăn tà có nghĩa là ngồi đấy thì nó sẽ trở thành ăn cilcaio, ăn cilcaio. Các bạn đều đã biết nghĩa của những cái động từ này rồi đúng không ạ? Ca tà là đi, ha tà là làm, mực tà là ăn và ăn tà là ngồi. Thế nếu như bình thường ca tà là đi thì khi ghép với cái đuôi liên kaiô này, calcaiô này thì là chúng ta sẽ dịch như thế nào nhỉ? Chúng ta cùng đi nhé, nếu như đấy là ngôi thứ nhất số nhiều thì ví dụ như nói là chúng ta chẳng hạn thì nó sẽ biểu thị cái ý nghĩa là muốn rủ cái đối phương, cái người đang nghe mình nói cùng đi với mình. Thì chúng ta nói là càng cái ô ơ tia càng cái ô, cùng đi với tôi nhé. Thế thì còn nếu như là một ngôi thứ nhất số ít, nếu như cái chủ ngữ của cái câu đó là ngôi thứ nhất số ít thì nó sẽ trở thành cái câu là hỏi ý kiến, chúng ta có nên đi không anh nhỉ, chúng ta đi có được hay không đấy, hỏi ý kiến người nghe là như vậy. Tương tự như vậy các cái trường hợp này cũng như thế. Mùa hal cái ô, mùa mực cưng cái ô, chúng ta ăn cái này nhá, chúng ta ăn cái này có được không, hoặc là chúng ta ăn cái này đi đó. Các tùy theo ngữ cảnh mà các bạn có thể dịch khác nhau. Tiếp theo đây là những cái ví dụ cụ thể trong cái trường hợp là sử dụng cái đuôi câu mùa mùa ul cái ô này. Các bạn đọc cùng tôi nhé. Muốt sư mực cưng cái ô, muốt sư mực cưng cái ô, pim pim papul mực cái ô, pim pim papul mực cái ô. Muốt sư mực cưng cái ô ở đây thì đã khuyết chủ ngữ, thế nhưng mà chúng ta có thể hiểu rằng đây là một cái câu hỏi đối phương, hỏi ý kiến của đối phương, chúng ta ăn gì bây giờ nhỉ. Thế và pim pim papul mực cái ô, ăn pim pim papul, ăn món bim bim bap. Bim bim bap là một cái món cơm trộn của Hàn Quốc, tức là cơm, thế và người ta trộn với rất nhiều loại rau và một quả trứng tráng úp nếp, thế và người ta trộn đều lên với cả tương ớt người ta ăn, đó thì gọi là cái món bim bim bap. Ví dụ thứ hai các bạn đọc cùng tôi nhé. Muốt sư hal cayo, muốt sư hal cayo, yeng hoa rưu bayo. Tương tự như cái ví dụ trên thì đây cũng là một câu hỏi ý kiến người khác là chúng ta làm gì bây giờ nhỉ? Yêu hoa rơi vào, tức là chúng ta hãy xem phim. Ví dụ thứ ba, ơn chê càng cái ô, ơn chê càng cái ô, nail ô xê ô, nail ô xê ô. Ơn chê càng cái ô có nghĩa là
Khi nào thì chúng ta đi nhỉ? Khi nào thì chúng ta đi đây? Thế và câu trả lời là nên Oseo, chắc các bạn cũng đã biết rồi. Xin hãy đến vào ngày mai. Ví dụ tiếp theo. 제가 전화해 볼까요? 제가 전화해 볼까요? 네, 해보세요. 네, 해보세요. Tôi thử gọi điện xem sao nhé. Đây cũng là một câu mà hỏi ý kiến đối phương. Vâng, tôi vâng, bạn hãy thử đi. 해보세요. Bạn hãy thử làm đi. Và ví dụ cuối cùng. 수업이 시작할까요? 수업이 시작할까요? 네, 그러세요. Suốt là buổi học đúng không các bạn? Thế và si chắc ha tà có nghĩa là bắt đầu. Khi mà thầy giáo cô giáo vào lớp sau một hồi nói những cái chuyện hay là dặn dò gì đó sinh viên hay học sinh, thì sau đó thì cô giáo thầy giáo nói là à bây giờ buổi học của chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ? Thì khi đó thì họ dùng cái câu như vậy. Suốt đi si chắc ha cái nghe cứ đâu theo. Các học sinh trả lời là vâng, cứ rất thả các bạn chắc là vẫn còn nhớ chúng ta đã sử dụng cái từ này rất nhiều. Cứ rất thả có nghĩa là như thế, như vậy. Và mua sale là cái câu có thể nói ở cái đuôi câu mệnh lệnh là hãy làm đi. Và vâng hãy, tức là mời mời cô hãy giảng bài đi chẳng hạn đấy, nếu chúng ta dịch một cách mềm hóa đi thì có thể là như vậy. Đây là một cái cấu trúc câu, một cái đuôi câu sử dụng rất là phổ biến, sử dụng rất nhiều. Để cho nên các bạn cố gắng là làm thật nhiều ví dụ, tạo ra những cái tình huống, làm thật nhiều cái ví dụ để cho quen với cái cấu trúc này. Cái cấu trúc tiếp theo mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay đó là cách nói từ đâu đến đâu về cả mặt không gian và thời gian. Trước tiên là momo kachi là puter là từ và kachi là đến, thì sử dụng với thời gian ngày tháng năm hoặc là số lượng chúng ta cũng dùng với cấu trúc là momo puter và momo kachi. Thế còn về mặt không gian từ đâu đến đâu thì khi đó chúng ta sẽ phải dùng momo kachi. Eser thì sẽ gắn với cái điểm là từ đâu, thế còn kachi là đến. Kachi có một cái nghĩa chung là đến. Thế và mời các bạn xem các cái ví dụ cụ thể của những cái trường hợp này. Các bạn đọc cùng tôi nhé. 언제부터 일을 합니까? 내일부터 일하겠습니다. Các bạn đọc lại nhé. 언제부터 일합니까? 내일부터 일하겠습니다. Khi nào thì bắt đầu làm việc ạ? Chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc bắt đầu từ ngày mai. 내일부터 bắt đầu từ ngày mai. Đây là câu hỏi về mặt thời gian đúng không các bạn? Đó thì chúng ta sẽ dùng 부터. Thế nếu như các bạn có thể muốn nói là tôi bắt đầu làm việc từ ngày mai cho đến cuối tuần chẳng hạn thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? Cuối tuần là gì các bạn còn nhớ không? Cuối tuần là chu mal. Thế thì cho nên là tôi sẽ viết ở đây để các bạn. Chu mal. Chủ nhật là cuối tuần. Thế và chúng ta sẽ nói rằng nên 부터 주말까지 일을 하겠습니다. 주말까지 các bạn nhớ rằng cái từ 까지 này nó là 상기역. Thế thì cho nên chúng ta đọc hơi nhấn mạnh một chút cái từ 까지 này. Thế và ví dụ thứ hai. 근무 시간 몇 시까지입니까? 오후 7시까지입니다. 근무 시간 có nghĩa là thời gian làm việc. 근무 là làm việc. 시간 là thời gian. Thời gian làm việc đến mấy giờ ạ? 몇 시까지입니까? 오후 7시까지입니다. 오후 là buổi chiều và
Inkopsikachi đến 7 giờ chiều. Ví dụ tiếp theo. Sansengnim, supchega mueyo? Yeol inkop peiji buteo smul peiji kachi imida. Yeol inkop peiji buteo smul peiji kachi imida. Từ trang 17 cho đến trang 12. À, câu trên các bạn đã biết chưa ạ? Sansengnim, supchega mueyo? Cô giáo ơi, bài tập là cái gì đấy ạ? Bài tập là thế nào thì cô giáo sẽ trả lời là từ trang 17 cho đến trang 20. 17 thì và 20 ở đây vì nó là cái số đếm của trang thì cho nên là chúng ta sẽ dùng cái số đếm thuần hàng, các bạn vẫn còn nhớ chứ. Thế và page chính là cái phiên âm của từ page, tức là từ trang của tiếng Anh sang, các bạn cứ hình dung là như vậy. Thế ví dụ tiếp theo. 회의는 몇 시부터 몇 시까지 합니까? 9시부터 12시까지입니다. 회의 là hội nghị đấy, nếu như theo tiếng Hán, các bạn để ý là nó hơi giống với cái âm tiếng Hán Việt của chúng ta. Có nghĩa là hội nghị, tức là cuộc họp, chúng ta thông thường người ta dùng cuộc họp thì người ta thường dùng cái từ 회의 này. Cái buổi họp ấy thì từ mấy giờ cho đến mấy giờ? Từ mấy giờ cho đến mấy giờ ạ? 9시부터 12시까지입니다. Từ 9 giờ cho đến 12 giờ. Tiếp theo, một cái ví dụ về mặt không gian, tức là sử dụng 에서 và 까지. Các bạn đọc cùng tôi nhé. 하노이에서 한국까지 얼마나 걸려요? 비행기로 4시간 걸립니다. Các bạn đọc lại nhé. Hanoi에서 한국까지 얼마나 걸려요? 비행기로 4시간 걸립니다. Hanoi là Hà Nội. Từ Hà Nội cho đến Hàn Quốc thì mất bao nhiêu lâu ạ? Đi mất bao nhiêu lâu ạ? Đây là một cái câu hỏi tắt. Người ta chỉ là cái kolita có nghĩa là mất. Almana là bao nhiêu, mất bao nhiêu lâu. Người ta không nói, không cần dùng đến cái từ đi thì vẫn có thể hiểu được. Thế cho nên các bạn cũng nên học thuộc cái cách dùng như thế này. Almana kolleo, từ kolita. Cái chữ kolita này các bạn thấy là hai chữ liền, một chữ liền ở bạt chim và một chữ liền ở đầu cái từ như thế này. Hai cái chữ nối lên như thế thì khi nào bao giờ người ta cũng đọc thành liền, tức là cái chữ L của trong tiếng Việt của chúng ta là L đấy chứ không phải là R. Thế thì chúng ta bao giờ cũng đọc là Kolio chứ không phải là Kolio. Chúng ta không đọc là như vậy. Thế và Pienkiro Nesigan Kolimita. Pienkiro tức là gì các bạn? Bằng máy bay. Đi bằng máy bay thì mất 4 tiếng. Các bạn chắc vẫn còn nhớ cái sikan trong nói về khi nói về thời gian ấy thì nó vốn cái nghĩa của nó là thời gian. Thế và trong trường hợp nói về tiếng thì sikan cũng có nghĩa là tiếng, tức là 4 tiếng. Ví dụ tiếp theo. 집에서 학교까지 멀어요? 집에서 학교까지 멀어요? Từ nhà đến trường bạn có xa không? 아니요, 가깝습니다. 가깝습니다. 집에서 학교까지 멀어요? Từ nhà đến trường có xa không? Và câu trả lời là 아니요, không, là rất là gần thôi. 가깝다 là gần. Các bạn, tôi viết cái từ nguyên thể ra bên cạnh để các bạn có thể tiện ghi lại. 가깝다 có nghĩa là gần và 멀다 có nghĩa là xa. 멀어요? Có xa không? Thế và 가까워요? Nếu như chúng ta sử dụng cái đuôi aoyo mà chúng ta để trả lời ấy, ví dụ như thế thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? 아니요, 가까워요. Còn đó, đây là một cái trường hợp bất quy tắc của cái âm piệp khi nó ở vị trí bát chim. Thì chúng ta sẽ học trong cái phần tiếp theo. Thế đấy là toàn bộ một số những cái ví dụ mà tôi đã lấy để cho các bạn có thể hiểu cái cách sử dụng của Momo Puter, Momo Kachi và Momo Eser, Momo Kachi. Cái này rất là đơn giản, đúng không các bạn?
chúng ta chuyển sang một cái cấu trúc thứ tiếp theo, đó là cái liên từ, có thể gọi là liên từ và với. Thế thế và nó có cái cách sử dụng khác nhau như sau. Nếu như cái danh từ, cái đây là cái trường hợp mà sử dụng cái, một liên từ mà sử dụng với danh từ, tức là luôn luôn chỉ có đi với danh từ thôi chứ không đi với động từ. Với cái danh từ mà có kết thúc là nguyên âm thì nó sẽ kết hợp với oa. Thế và với danh từ có kết thúc là phụ âm thì nó sẽ kết hợp với qua. Đây là một cái trường hợp khá là đặc biệt và ngược lại so với các cái trường hợp khác. Các bạn có để ý là cái ư và r, các cái đó bao giờ kết hợp ý, thì khi đằng trước nó là một phụ âm ý, thì bao giờ nó cũng kết hợp với cái đằng cái liên từ kết hợp với nó đằng sau bao giờ cũng là cái không có phụ âm đầu. Thế thì và cái đằng trước của nó là nếu mà nó là nguyên âm ý, thì bao giờ đằng sau nó cũng là phụ âm. Bởi vì để cho cái phụ âm ở đằng câu ở từ trước nó luyến lên với cái không có phụ âm ở cái từ sau. Thế nhưng cái trường hợp này thì lại khác hẳn. Tức ngược lại như vậy, chỉ có riêng cái trường hợp duy nhất này thôi cho các bạn. Tôi nói như vậy để các bạn dễ phân biệt ý. Tức là khi không đằng trước, cái từ đằng trước nó không có phụ âm, tức là chỉ có nguyên âm thôi, thì nó đằng sau nó cũng kết hợp với nguyên âm. Còn đằng chưa có, trước của nó là phụ âm thì đằng sau nó cũng kết hợp với phụ âm. Và ví dụ của cái trường hợp này như sau. Các bạn đọc cùng tôi nhé. 누구와 밥을 먹었어요? 누구와 밥을 먹었어요? 친구와 먹었어요. 친구와 먹었어요. 누구와 밥을 먹었어요? Là bạn đã ăn cơm cùng với ai đấy? 누구와, 누구와, cùng với ai? 누구, cái từ 구 ở đây là nó không có phụ âm đúng không các bạn? Nó chỉ là một cái nguyên âm u thôi. Vì vậy mà nó kết hợp với oa. Thế và ở cái câu trả lời dưới cũng như vậy. 친구와 먹었어요. Tức là tôi đã ăn với bạn. Ví dụ thứ hai. 무엇을 살까요? 무엇을 살까요? 사과와 배를 사요. 사과를, xin lỗi các bạn. 사과와 배를 사요. 무엇을 살까요? Đây chính là cấu trúc mùa mùa liền cái mà chúng ta vừa mới học ở đầu bài này đấy. Chúng ta sẽ mua gì đây nhỉ? 사과와 배를 사요. Mua táo và lê. Táo là sa qua và phe là lê. Riêng cái từ phe này nó có ba nghĩa. Thứ nhất là quả lê, thứ hai là cái bụng, và thứ ba là con thuyền, con tàu để sử dụng cái từ phe này. Thế và tùy theo từng ngữ cảnh mà chúng ta sẽ phân biệt là cái nghĩa của nó là như thế nào. Ví dụ thứ ba, xin mời các bạn xem, các bạn đọc cùng tôi nhé. 누구와 여행 가요? 동생과 같이 가요. Các bạn đọc lại. 누구와 여행 가요? 동생과 같이 가요. 누구와 여행 가요? Là đi du lịch với ai thế? 동생과 같이 가요. Đi cùng với em. Cùng với em. 동생 và có cái patim là yêu đó. Thì bởi vậy mà nó kết hợp với qua. Thế và cát chi cũng là cùng với. Các bạn thấy là cái bạt chim của cái chữ cạt này, bạt chim của cái chữ cạt này nó là thi gật đúng không? Thi gật. Thế nhưng tôi lại đọc là chi. Đó là cái bất quy tắc của cái từ này. Thế và chúng ta, các bạn phải nhớ để học thuộc là nó sẽ đọc thành chi chứ không phải là cà thi mà là cà chi. Thông xen qua cà chi cà o là đi với em. Thế và ví dụ cuối cùng. 베트남과 한국은 아시아 국가들입니다. 베트남과 한국은 아시아 국가들입니다. Việt Nam và Hàn Quốc đều là những cái quốc gia châu Á. 아시아 국가, 국가 là quốc gia và quốc gia tư là những quốc gia, tư ở đây là số nhiều. Asia thì đó chính là phiên âm từ tiếng Anh sang là châu Á.
Đây là một số những cái ví dụ trong trường hợp sử dụng oa qua, có nghĩa là và hay là với, một cái liên từ sử dụng với danh từ. Các bạn ghi nhớ điều đó. Với những cái động từ thì nó sẽ có cái cách sử dụng khác, chứ không phải là oa qua đâu. Thế và chúng ta sẽ chuyển sang một cái cấu trúc, một cái cách dùng khác, một cái cách dùng tiếp theo, đó là với các cái từ chuột thà và chua ha ta. Đây chỉ là, thực ra chỉ là hai từ, thế nhưng nó rất hay lẫn, bởi vì trông nó có thể trông nó rất là giống nhau. Thế và đôi khi hai cái trường hợp này cũng bị dùng lẫn cho nhau. Thành ra là tôi muốn đưa vào đây để cho các bạn có thể phân biệt được rõ ràng hơn một chút, thì để khi sử dụng nó sẽ không bị nhầm lẫn. Chuột thà có nghĩa là tốt và chua ha tà có nghĩa là thích. Với cái từ chuột thà các bạn thấy là cái hiệt khi mà luyến lên với thi gật ở đằng sau ấy, thì chúng ta sẽ biến nó thành thi gật, tức là chúng ta đọc là chuột thà chứ không phải là chuột tà. Đó, các bạn ghi nhớ những cái đó và chúng ta phải học thuộc và luôn luôn luyện ngay từ đầu để cho nó thành thói quen, chúng ta đọc cho nó chuẩn. Nếu chúng ta nói là chuột thà thì người ta sẽ, có lẽ là người Hàn người ta cũng có thể không hiểu nữa, mà chúng ta luôn luôn phải đọc là chuột thà. Thế và nếu như kết hợp với ayo thì cái hiệt này sẽ vẫn cứ để nguyên, thế và nó chỉ ghép cái ayo vào là chuaio, có nghĩa là tốt đấy. Thế còn với trường hợp mà sử dụng cái đuôi kính trọng cao bậc cao nhất đó, thì nó sẽ vẫn cứ để nguyên dạng cái như vậy. Thế và đuôi thêm cái đuôi chosumnita. Thế và khi trong trường hợp là câu hỏi thì nó là chosumnika, chosumnika. Với trường hợp của chua hata có nghĩa là thích, thì khi kết hợp với ayo nó sẽ có dạng là chua heo. Thế và khi sử dụng cái đuôi kính trọng của cao nhất nó là chua hamnita và chua hamnika. Các bạn đọc được không ạ? Chua hamnita và chua hamnika. Chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ cụ thể. Đây là một cái đoạn hội thoại của Jisoo và Mai. Mai có nghĩa là chính là tên cái Mai của tiếng Việt của chúng ta. Các bạn đọc cùng tôi nhé. Mai si Hankuk eumjik jwaeyo? Ne. Hankuk eumjik jwaeyo. Hankuk yeonghwa-neunyo? Jwaeyo. Jisoo si-nen Vietnam yeonghwa basseoyo? Ye. Sikro basseoyo. Jaemissseoyo. Xin lỗi các bạn. Các bạn đọc lại cùng tôi từ đầu nhé. Mai si Hankuk eumjik jwaeyo? Ye, Hankuk eumjik jwaeyo. Hankuk yeonghwa-neunyo? Jwaeyo. Jisoo si-nen Vietnam yeonghwa basseoyo? Ye, Sikro basseoyo. Jaemissseoyo. Mai si Hankuk eumjik jwaeyo? Bạn Mai, bạn có thích món ăn Hàn Quốc không? Hankuk eumjik, eumjik là món ăn. Jwaeyo, bạn có thích món ăn Hàn Quốc không? Ne, ye. Cái ye này hay là ne thì chúng ta đều có thể sử dụng như nhau. Các bạn có thể thay thế hai từ này được. Ye, Hankuk eumjik, jwaeyo. Vâng, tôi rất là thích món ăn Hàn Quốc. Thế và Jisoo lại hỏi là Hankuk yeonghwa neunyo? Thế còn phim Hàn Quốc thì sao? Momo nin nhớ là cái cách hỏi rút gọn mà người ta thường dùng sau khi ở câu trên đã hỏi một cái việc gì đó rồi, thì câu dưới cũng hỏi một cái tương tự, câu hỏi tương tự nhưng với một cái trường hợp khác đấy, thì người ta dùng momo nin nhớ là còn bạn còn thế còn phim Hàn Quốc thì sao? Thế bà Mai cũng trả lời là chua heo, rất là thích. Jisoo si-nen Vietnam yeonghwa basseoyo. Câu này rất dễ, chắc các bạn cũng đã dịch được rồi đúng không ạ? Thế còn mà bạn Jisoo thì bạn đã xem phim Việt Nam chưa? Yeah, Sikro basseoyo. Jaemissseoyo.
Xích lô, các bạn là có luận ra là cái gì không ạ? Chính là từ xích lô. Người ta phiên âm ra thành xích lô. Chị Su nói là tôi đã xem phim xích lô, thế và tôi thấy là rất là hay. Rất là thú vị. Thế và ví dụ tiếp theo, đây là những cái một cái đoạn hội thoại ngắn mà nó sử dụng cái từ chua hata, tức là thích. Chúng ta chuyển sang cái ví dụ những cái ví dụ mà sử dụng cái tính từ chột thà. Ichaka otteo, ichaka otteo, chuaio. Icha cha là xe đúng không ạ? Xe hơi, xe ô tô. Icha là cái xe, chiếc xe này như thế nào? Chiếc xe này thế nào? Chuaio, rất là tốt. Umaki jotsumnika, umaki jotsumnika. Ne, aju jotsumnida. Ne, aju jotsumnida. Umak là âm nhạc đúng không các bạn? Âm nhạc có hay không? Riêng trong tiếng Hàn với cái âm nhạc ấy thì người ta không dùng cái từ hay như tiếng Việt của chúng ta, mà người ta dùng cái từ chột thà, có nghĩa là tốt. Thế và aju jotsumnida là rất là hay. Y sang phumui sang chiri jotsumnika? Hello, jotji ansumnida. Các bạn đọc lại nhé. Y sang phumui sang chiri jotsumnika? Hello, jotji ansumnida. Sang phum là sản phẩm và sang chi là chất lượng. Chất lượng của cái sản phẩm này có tốt không? Hello, jotji ansumnida. Hello có nghĩa là không lắm, tức là không tốt lắm. Hello 좋지 않습니다, không tốt lắm. Đó là những cái ví dụ với sử dụng với các cái đối tính từ thích hay là tốt. Các bạn mời các bạn chuyển sang một cái trường hợp. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn một trường hợp gọi là bất quy tắc của động từ và tính từ. Đó là những cái động từ hay là tính từ mà kết thúc bằng chữ là rư này. Rư khi mà kết hợp với a với ơ, kết hợp với cái nguyên âm a ơ, tức là sử dụng cái đuôi câu a ơ yo đấy, thì là nó sẽ biến thành nó sẽ thêm một cái chữ liền ở đằng trước cái từ đó, thế và đồng thời cái biến cái đuôi đằng sau của nó sẽ là r. Thế và các bạn xem trong những cái ví dụ cụ thể như thế này thì chúng ta sẽ dễ hình dung hơn. Với cái tính từ có cái đuôi kết thúc là r thì ví dụ đầu tiên của chúng ta là paruta. Paruta có nghĩa là nhanh. Thế và khi kết hợp với đuôi a ơ yo, tức là ở cái đuôi dạng kính trọng thông thường đấy, thì như cái công thức ở trên các bạn đã thấy, đó là nó sẽ thêm một cái liền vào cuối cái chữ pa đó, thế và ở đằng sau của nó là liền kết hợp với a, bởi vì đằng trước cái nguyên âm đằng trước là pa mà, thì nó sẽ là palayo, palayo. Thế và nếu như ở dạng quá khứ thì nó sẽ là palasayo, palasayo. Động từ thứ hai, buruta, buruta có hai nghĩa, một nghĩa là gọi và một nghĩa là no bụng, thì ăn cơm no đấy. Thế và khi sử dụng ở dạng kết hợp với a o yo thì nó sẽ có cái dạng là bullayo, bullayo. Thế và nếu như ở dạng quá khứ thì nó là bullasayo. Iruta, sớm. Và tương tự như vậy, nếu như đó là y nguyên âm y thì nó sẽ lấy cái đuôi là ơ, là illoyo, illoyo. Thế và ở dạng quá khứ nó sẽ là illasayo. Tiếp theo, moruta, moruta. Chuyển sang dạng kết hợp với đuôi a ơ yo nó sẽ là molayo. Thế và quá khứ nó sẽ là molasayo, molasayo. Đó là những cái cách biến đổi của các cái động từ tính từ và có cái kết thúc là r.
Thế nhưng trong bản thân những cái trường hợp như thế này, bản thân tất cả những cái động từ tính từ kết hợp có cái đuôi kết thúc là rư này, nó cũng có những cái động từ lại có những cái cũng cái động từ mà kết thúc bằng liền, thế nhưng nó sẽ lại có cái cách biến đổi bất quy tắc khác nữa. Cái bất bất quy tắc ấy thì có nghĩa là tiếng Hàn gọi là pungkyujik, tức là ở đây trong những cái quy tắc biến đổi của cái những cái động từ kết thúc bằng liền ấy, thì nó lại có một số những cái sự biến đổi bất quy tắc khác nữa. Cụ thể như sau, đó là khi động từ kết thúc bằng liền thì liền sẽ mất đi, và sẽ mất đi khi mà đằng sau nó kết hợp với những cái từ mà có cái phụ âm đầu là niền hay là tiệp hay là xiọt. Các bạn xem những trường hợp cụ thể như sau, ví dụ như là san tạc. Nếu như chúng ta kết hợp với đuôi aoyo thông thường thì nó vẫn có nguyên để nguyên dạng được cái chữ liền ở bản trinh là sarayo, sarayo. Thế nhưng khi chúng ta kết hợp với cái đuôi câu ở dạng kính trọng bậc cao nhất thì cái liền này sẽ biến đi, và bởi vì đằng sau nó là tiệp nhì tạc, cái đuôi câu của nó là tiệp nhì tạc, thế cho nên là cái đuôi cái chữ liền nó sẽ bị biến đi mất, thế và nó sẽ trở thành dạng là san nhì tạc. Ví dụ các bạn nói rằng tôi đang sống ở Hàn Quốc chẳng hạn, thì chúng ta nói như thế nào nhỉ? Cho nên Hàn Quốc kê san nhì tạc. Thế còn nếu như chúng ta nói ở dạng nói với người kính ở mức kính trọng thông thường thôi, thì chúng ta nói rằng cho nên Hàn Quốc kê sarayo. Đó, tùy theo cái đuôi câu kết hợp mà cái động từ nó sẽ có cái cách biến đổi khác nhau. Các bạn chỉ cần nhớ là khi nó kết hợp với niền, piệp và xiọt thì cái liền đó sẽ biến mất. Động từ thứ hai là nôn tà, có nghĩa là chơi. Thế và tương tự khi kết hợp với aoyo thì nó là norayo. Nhưng khi kết hợp với đuôi piềm nika thì nó sẽ là nùm nika, hay là nếu mà không phải là dạng câu hỏi mà là cái piệp nita thì nó cũng là nùm nita. Động từ an ta biết, và khi kết hợp với aoyo thì nó cũng là arayo. Thế nhưng khi kết hợp ở cái đôi co co ở mà ở dạng câu hỏi đó thì nó sẽ trở thành aco. Vì đây là câu hỏi, khi đọc thì các bạn lên giọng một chút là aco, bạn có biết không hay anh chị có biết không. Động từ cuối cùng là màn tương tả. Màn tương tả có nghĩa là làm. Cái màn tương tà này nó khác với cái động từ ha tà cũng là làm, ở chỗ là khi mà làm mà tạo ra một cái gì đó mang tính chất là không phải là một cái hành động thông thường, không phải là một cái hoạt động động từ thông thường đó, mà đây là làm ra một cái gì, ví dụ như là làm món ăn này hay là làm nên một cái sản phẩm nào đó chẳng hạn, thì chúng ta sử dụng cái từ màn tương tà này đó. Thế và khi kết hợp với đuôi aoyo thì nó là màn trời. Thế nhưng thì kết hợp với đuôi tiệp tiềm nì tà là thì nó sẽ thành màn tần nì tà, liền biến mất đi. Thế còn khi kết hợp với đuôi seo thì nó là màn tư dẻo, màn tư dẻo xin hãy làm một cái việc gì đó. Chúng ta sang những cái ví dụ cụ thể, chuyển sang những cái ví dụ cụ thể để cho các bạn dễ hình dung hơn. Ví dụ thứ nhất các bạn đọc cùng tôi nhé. Ở tiê xa rào. Ở tiê xa rào. Anh sống ở đâu? Seoul에 삽니다. Seoul에 삽니다. Thế và nếu như chúng ta cũng trả lời như cái dạng kính trọng bình thường ở câu trên kết hợp với aoyo thì nó sẽ là như thế nào các bạn? Cái đuôi câu này. Seoul에 살아요. Seoul에 살아요. Đúng không nhỉ? Thế và câu tiếp theo, ví dụ tiếp theo. 일을 어디에 하세요? 일을 어디에 하세요? Anh chị làm việc ở đâu? 서울에 사니까 서울에 취직하고 싶습니다. Các bạn đọc lại lần nữa. 서울에 사니까 서울에 취직하고 싶습니다. 서울에 사니까 tôi sống ở Seoul. Vì vậy mà tôi cũng muốn làm việc ở Seoul. 취직하다 có nghĩa là xin việc. Xin việc làm.
Thế và ví dụ như khi người ta nói là anh bạn bạn này đã xin được việc vào công ty, ví dụ như là công ty Samsung chẳng hạn, thì chúng ta nói như thế nào nhỉ? Samsung hay sai chi chích hết sừng gì ta, tôi đã xin được việc vào công ty Samsung, ví dụ như vậy. Chi chích hạt ta có nghĩa là xin việc. Ví dụ tiếp theo, xin lỗi các bạn, ở cái ví dụ này đấy thì là khi mà kết hợp với cả cái niền, kết hợp với niền này thì là cái liền liền đằng trước biến mất đó, xa nhỉ cả. Ví dụ tiếp theo, 어머니는 음식을 잘 만듭니까? 어머니는 음식을 잘 만듭니까? 네, 우리 어머니는 음식 솜씨가 매우 좋습니다. 네, 우리 어머니는 음식 솜씨가 매우 좋습니다. Mẹ có làm món ăn có ngon không? Mẹ làm món ăn có giỏi không? Thế và câu trả lời là vâng, mẹ tôi có cái tài nấu ăn rất là tốt. Mẹ ưng xích xung gì, xung gì ở đây người ta thường sử dụng với những cái trường hợp là nói đến một ai đó có một cái tài lẻ gì đấy, ví dụ như là tài nấu nướng này, hay là tài may vá này, hay là một tóm lại là có thể các bạn nói đến một như là một cái năng khiếu của một ai đó, thì chúng ta dùng từ xung xì, ưng xích xung xì, cái tài nấu ăn rất là tốt. Ví dụ thứ tư, 영어를 잘 아세요? 영어를 잘 아세요? Câu trả lời, 네, 잘 압니다. 네, 잘 압니다. Bạn có giỏi tiếng Anh không? Ở đây người ta dùng từ an tà là có nghĩa là biết đấy, là có cái đuôi kính trọng là seyo, anh có giỏi biết, ở đây ý tức là có giỏi tiếng Anh không, có biết nhiều không. Nghe chào làm gì ta, vâng tôi cũng biết tiếng Anh rất là tốt, đó là câu trả lời. Và hôm nay cái cấu trúc cuối cùng mà chúng ta sẽ học trong bài ngày hôm nay đó là ê kê và hàn thẻ. Đây là đây có thể gọi là những cái trợ từ trong câu. Thế và nó có cái nghĩa là ê kê có nghĩa là cho ai hay là với ai. Thế thế và ở sử dụng ở cái dạng kính, mức cái kính mức kính trọng thông thường là cho một người mà có thể là kém tuổi hay là ngang tuổi của chúng ta. Thế còn khi mà chúng ta muốn gửi ai hay là nói đến cho ai mà ở cái mức của một chúng ta muốn kính trọng người ta là lớn hơn mình ạ, thì chúng ta sẽ dùng cái từ kê. Cái từ kê này, đây là cái mức kính trọng hơn. Ví dụ như khi mà viết thư hay là nói là đến cho ai chẳng hạn, viết thư cho thầy giáo, cô giáo thì là sân danh nhìn kê. Thế hoặc là Pumo nin kê, bố mẹ, gửi bố mẹ. Thế còn ví dụ như cho bạn bè thì là chin cu e kê. Đó. Thế còn hàn thè nó cũng có một cái nghĩa tương tự với e kê, tức là cũng dùng là cũng cũng với cái nghĩa là với ai hay là cho ai. Thế nhưng mà nếu thường thông thường nó có thể dùng với những cái trường hợp mà tức là không không cần để biểu hiện cái sự kính trọng gì hết đó, và nó dùng cách chung chung đó. Thế thì các bạn nhìn trong các cái ví dụ cụ thể như sau thì chúng ta có thể dễ hình dung hơn. Các bạn đọc cùng tôi nhé. 누구에게 편지를 쓰세요? 누구에게 편지를 쓰세요? 부모님께 써요. 부모님께 써요. 누구에게 편지를 쓰세요? Anh đang viết thư cho ai đấy? 부모님께 써요. Tôi viết thư cho bố mẹ. Đó, vì là bố mẹ thì cho nên chúng ta dùng cái từ kê. Ví dụ thứ hai. 누가 누구에게 장미꽃을 주었어요? 누가 누구에게 장미꽃을 주었어요? 박 씨가 그의 애인에게 주었어요. 박 씨가 그의 애인에게 주었어요.
Ở đây trong cái ví dụ này thì các bạn có thể hình dung được rất là rõ ràng cái cách sử dụng của Nuka và Nuku. Cả hai từ đều có nghĩa là ai. Thế nhưng Nuka sẽ đứng ở vị trí chủ ngữ và Nuku sẽ đứng ở vị trí bổ ngữ. Ai đã tặng hoa hồng cho ai? Chàng mi cốt là hoa hồng. Cốt, riêng bản thân từ cốt thì nó có nghĩa là hoa. Thế và chàng mi cốt là hoa hồng. Thế và câu trả lời là Paksiga kui eineke juosayo. Paksi Pak là họ của một người nào, của một người Hàn. Thế và si là cái từ như tôi đã nói với các bạn rồi, là khi mà chúng ta thường là gọi để xưng hô với một người nào đó mà mình không cái mức độ không phải là thân mật, mà nó là ví dụ như ở trong cơ quan hay là những cái mối quan hệ mà thông thường không có cái sự thân mật đấy, thì chúng ta thường là, kể cả đối với cả nam cả nữ, chúng ta thường gắn cái từ si vào. Có thể đó là với người hơn tuổi mình hay kém tuổi mình đều có thể sử dụng được. Park si tức là anh Park thì tặng cho người yêu của anh ấy. Cư ở đây như các bạn trước đây đã thường học thì nó có cái nghĩa là đó, đúng không? Ví dụ như là cư cật là cái đó. Thế nhưng ở đây thì nó, trong trường hợp này thì nó lại có cái nghĩa là anh ấy. Khi mà chỉ một người là con trai thì người ta cũng dùng cái từ là cư hoặc là cư nhân, đều có nghĩa là anh ấy. Thế và em là người yêu. Cư em, người yêu của anh ấy. Anh đã tặng, anh Park đã tặng hoa cho người yêu của anh ấy. Ví dụ thứ ba, 누구에게 전화했어요? 누구에게 전화했어요? 선생님께 전화했습니다. 선생님께 전화했습니다. Anh đã gọi điện thoại cho ai đấy? Và câu trả lời là 선생님께 전화했습니다. Là tôi đã gọi điện cho thầy giáo. 누구에게, một cách nói chung chung. Và khi mà chúng ta muốn tỏ sự kính trọng với thầy giáo thì chúng ta dùng 선생님께. Ví dụ tiếp theo, 사장님은 직원한테 보너스를 주었어요. 사장님은 직원한테 보너스를 주었어요. 네, 많이 주었어요. 네, 많이 주었어요. 사장님 là giám đốc đã cho nhân viên đã cho thưởng cho nhân viên tiền thưởng, có đúng không? Chích quân là nhân viên và bonus chính là từ phiên âm của tiếng Anh, đó là từ thưởng, tiền thưởng đó, bonus. Và nè mà ni chúa sở, vâng đúng vậy, đã cho rất là nhiều. Chúng ta có thể thấy là cái từ hàn the và eke có thể sử dụng gần như là trao đổi cho nhau được, không có cái gì khác biệt nhưng mà nhiều quá. Thế và ví dụ cuối cùng, 어떤 사람한테 전했어요? 어떤 사람한테 전했어요? 경비 아저씨한테 전했어요. 경비 아저씨한테 전했어요. 전하다 có nghĩa là chuyển cho ai một cái gì đó. 어떤 사람 là gì các bạn nhỉ? Ơtutke, các bạn có nhớ từ ơtutke không, là như thế nào? Thế còn ơtun saram thì có nghĩa là người nào. Đây ơtun này nó là một loại định ngữ mà chúng ta sẽ học trong một hai bài tiếp theo. Thế và trước mắt thì các bạn cứ học thuộc ơtun, ví dụ như là dùng, chúng ta có thể dùng trong bất cứ cái trường hợp nào cũng được. Ví dụ như cái nào là ơtun cờ, hay là ví dụ như là ngày nào chẳng hạn. Ơtun là ví dụ như thế. Và kyeongbi ajeosi là kyeongbi chính là tiếng Hán, các bạn thấy có thể luận được tiếng Hán ra nó là cảnh vệ đó. Ở đây có thể dịch là bảo vệ. Tôi đã chuyển cho bác bảo vệ. Kyeongbi ajeosi han tae jeonhaesseoyo. Tôi đã chuyển cho bác bảo vệ. Người ta thường dùng ghép vào cái từ ajeosi, thường là những người bảo vệ thì là thường là những người lớn tuổi. Thế thành ra là thường có một cái cụm từ thường dùng là kyeongbi ajeosi, có nghĩa là bác bảo vệ. Đó là toàn bộ cái ví dụ mà sử dụng những cái phụ từ là eke hay là ke hay là
hàn the. Và các bạn có thể sử dụng tùy ý trong những cái ngữ nghĩa phù hợp. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta ngày hôm nay kết thúc tại đây. Đó là một số những cái cấu trúc và cái cách dùng những cái từ ngữ hay là những cái phụ từ ở trong ngữ pháp của tiếng Hàn. Thế và hy vọng là các bạn sẽ qua cái buổi học này có thể nắm rõ được cái cách sử dụng của chúng và có thể sử dụng được một cách hữu hiệu nhất. Chào các bạn và xin gặp lại các bạn trong những cái buổi học tiếp theo.